Kính thưa quý vị, hàng ngàn dân chúng Anh quốc hiện diện tại công viên Hyde Park bắt đầu các buổi trình diễn đài nhạc hội rock tại Anh quốc, tương tự London, Anh quốc. Những ban nhạc rock nổi tiếng trên thế giới đều hiện diện tại công viên và bắt đầu trình diễn các bản nhạc kích động tại công viên Hyde Park quốc gia Anh quốc. Hàng chục ngàn dân chúng từ đủ mọi thành phần tham dự buổi ca nhạc rock với hàng loạt các chương trình biểu diễn vào mùa hè. Dân chúng được dịp nhìn lên màn hình rộng và trên sân khấu những hình ảnh từ các danh ca và tay guitar nổi tiếng như Kaiser Chiefs, Bon Jovi và Rolling Stone. Cả một rừng người yêu thích âm nhạc rock hiện diện với thời tiết rất lý tưởng trong đêm trình diễn. Nhiệt độ tại công viên Hyde Park khoảng 78 độ F. Cô Ali Castle, một khán giả tham dự buổi trình diễn nhạc rock nói rằng giới thanh thiếu niên đều ưa thích Bon Jovi và cũng là lý do có cơ hội được chứng kiến tận mắt, mặc dù có nhiều bài nhạc do Bon Jovi trình diễn ngay chính bản thân cô vẫn chưa được biết đến. Một khán giả khác cũng chia sẻ trong suốt 18 năm liên tục đều tham dự các cuộc trình diễn nhạc rock ngoài trời từ những ban nhạc nổi tiếng trên thế giới. Chồng của cô tuy không phải là một thành viên hâm mộ âm nhạc nhưng luôn luôn hiện diện tại những buổi nhạc rock trình diễn ngoài trời quy mô, và đây là một trong những cuộc trình diễn âm nhạc hay nhất từ trước đến nay. Danh ca Bon Jovi với bài nhạc You Give Love a Bad Name sẽ được trình diễn trong đêm đại nhạc hội nhạc rock, chắc chắn sẽ làm khán giả say mê và yêu thích. Cuộc lưu diễn với chủ đề Because We Can sẽ bắt đầu vào đêm 5 tháng 7, kéo dài cho đến ngày 17 tháng 12, kết thúc tại thành phố Brisbane, Úc Đại Lợi. Các cuộc trình diễn nhạc rock lưu động hàng năm trên thế giới đều thu hút hàng chục ngàn khán giả hâm mộ, từ những ban nhạc rock đã đi vào huyền thoại như Rolling Stone, Bon Jovi hoặc Kaiser Chiefs.